Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon. Quay sang chuyện ở nước khác ở trên thế giới, thưa quý vị sẽ coi hình ảnh sau đây và nhớ lại những thuyền nhân của người Việt Nam thập niên 80 đi vượt biển như thế nào đây. Đây là những thuyền nhân người Syria. Họ đi từ bên bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ và họ định vào Hy Lạp. Bị tuần duyên Hy Lạp ra đẩy, lấy cây đập luôn. Ông kia lấy đẩy, ông này đập lát, ông kia xách súng rồi, nó coi ông xách súng rồi nữa. Có, ông nhất quyết chỉa lên đầu kia. Dạ, đây. Đó, một ông xách súng ra, chỉa lên đầu. Hăm dọa không cho những cái tàu, những cái phao này đi vào trong bờ biển của Hy Lạp. Bởi vì thưa vị, Hy Lạp với Thổ Nhĩ Kỳ liền nhau, biên giới cũng sát với nhau, và đồng thời họ cái vùng biển nó cũng liền nhau. Đây là những người này, những người Syria, họ đi qua bên Thổ Nhĩ Kỳ, rồi từ Thổ Nhĩ Kỳ họ đi qua bên Hy Lạp, và tuần duyên Hy Lạp đẩy cái chuyện này ra. Cái điều này, đây là ở ngoài khơi cái đảo gọi là Lesbo. Đó. Và họ cho biết là ít nhất đã có khoảng 1.000 di dân đi vào cái phía đông của Hy Lạp kể từ Chủ nhật vừa rồi. Đó là cảnh sát của Hy Lạp cho biết như vậy. Thành ra bây giờ đó là tuần duyên của Hy Lạp được lệnh là phải ngăn chặn những người này. Và có những cái tờ, những cái gọi là cái xuồng bị lật úp luôn. Khi họ đẩy vậy, họ lật úp luôn, không biết mấy người đã sống sót hay không thì không biết. Nhưng mà bản tin cho biết là có 46 người được cứu, trong đó có 2 trẻ em được đưa đến bệnh viện. Thì thưa quý vị, Thổ Nhĩ Kỳ là cái nơi mà hiện nay đã có khoảng 3.6 triệu người Syria lánh nạn vì cái cuộc nội chiến trong mấy năm qua. Và họ lánh nạn qua bên Thổ Nhĩ Kỳ. Và bây giờ cái vùng ở chỗ Thổ Nhĩ Kỳ và Syria trong những ngày qua tự nhiên giao tranh nó gia tăng trở lại. Đâm là những ngày người ta sợ, người ta tránh thì ta đi qua bên Hy Lạp. Hôm tuần vừa rồi, Nga cũng điều 2 cái gọi là chiến hạm đến vùng này. Và đã có cuộc pháo kích mà theo người ta tố cáo là của bên Syria pháo kích qua làm cho 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị thiệt mạng. Thì đó, tình hình rất là căng thẳng như vậy. Đó là chuyện trên biển, nó làm chúng ta nhớ lại những người Việt Nam từng đi vượt biển. Bất luận lý do gì, mình không nói lý do, nhưng mà bảo đảm quý vị coi cái hình ảnh để quý vị nhớ lại. Nhất là những người gọi là thuyền nhân. Tem SPCN Go mọi lúc mọi nơi, hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 9.99 cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SPCN Go trên Google Play, Apple Store, Roku hoặc Amazon.